Dạ, chào thằng Nguyên. Dạ. Trước hết cho chị gửi lời chào tới cô chú bác anh chị em cộng đồng mạng một lời chúc sức khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Ngày hôm nay mình đến từ đâu hả chị ha? Chị ở Lương Phú nè. Ở đâu? Ngã tư Lương Phú. Ngã tư Lương Phú. Đúng rồi. Ngã tư Lương Phú là ở Cà Mau à? Không, Cà Mau là ngày xưa, còn bây giờ là chị dời về cái đường vô cao tốc mình. Là đâu ta? Ngã tư Lương Phú, dòng xe Thân Hữu Nghĩa, Thân Cũ Nghĩa. À, như vậy là nó nằm ở Tiền Giang? Đúng rồi. Dạ, nằm ở Tiền Giang ha. Vậy là từ đó mình đi qua đây là hết bao lâu thời gian hả chị? Đi 2 tiếng mấy. 2 tiếng mấy. À, chị đi mình hay là... Chị đi mình. Đi mình luôn. Mà mình bắt xe khách đi hay là mình tự đi xe? Đi xe khách, chị đâu biết đường đi đâu. À, nhiều qua đây đi taxi. À vậy đó ha. Vâng, với chặng đường cũng khá là xa. Và cái sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc cho chị thật là nhiều may mắn trong hành trình tìm trung nhân ha chị. Cảm ơn ha. Thành Nguyên nha. Dạ. Vâng, Thành Nguyên nghĩ rằng là với cái nụ cười tuệ nắng của chị ngày hôm nay đó sẽ làm cho các anh mất ngủ đấy. Mà không phải một đâu, Thành Nguyên nghĩ khá khá đấy. Dạ. Yeah. Vâng. Bây giờ chị giới thiệu về bản thân cho mình nghe nào, họ tên tuổi cũng như là công việc nào. Chị là Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1967. Chị Nguyễn Thu Hà. Đúng rồi. 67. Đúng rồi. À. Mà sao trong này Thành Nguyên thấy là 76? Lộn á, 67 á. À vậy hả? Dạ. À 1967. Đúng, 1967 mà. Mà trong giấy thì lại 1976. Chị 67 thật sự. À. Dạ. Yeah. Ý là thành, bởi vì Thành Nguyên thấy cái trong cái bản cam kết là chị ghi 1976. Ờ vậy thì chị ghi lộn á. Chị gung quá chị ghi lộn. À vậy đó ha. Dạ, 1967 là năm nay là 55 rồi. 55 đúng rồi. Vâng, mà nhìn chị rất trẻ luôn. Đấy. Chị làm lắm đó. Vâng, không ai nghĩ là chị 55 tuổi đâu. Thành Nguyên nghĩ là khoảng 47 hoặc là 50 là cùng thôi. Đấy. Mà có ai nói với chị như vậy không? Chị cũng ít ra đường, ở nhà quán quýt với con cháu mình ra cũng... À vậy đó ha. Dạ, công việc chính của chị Hà là chị đang làm gì? Từ đó giờ thì chị chỉ buôn bán thôi. Tới bây giờ vẫn đang buôn bán? Bây giờ chị nghỉ rồi, từ hồi dịch tới giờ là con nó không cho chị buôn bán nữa. Rồi chị nó buộc chị phải bán nhà lên trên nó ở với nó, với con. Dạ. Là từ hồi dịch tới giờ thôi. Dạ. À, từ hồi dịch tới giờ. Đúng rồi. À, tình đạo hôn nhân của chị Hà là như nào? À, tại vợ chồng cũng bắt đầu ý kiến thì thôi nhau 18 năm. Thôi nhau 18 năm? Dạ. Tính là cũng lâu rồi hả chị? Lâu rồi. Vâng. Nhưng mà anh cũng mới mất đây 4 năm tháng rồi. À. Dạ. Thế... Vâng. Chị Hà là có đông con không chị? Chị được 3 đứa. 3 người? Mà 8 đứa cháu rồi. Cháu nội, cháu ngoại 8 đứa rồi. Bây giờ tập hợp lại được đội bóng rồi. Dạ. Dạ. Vậy rồi chị Hà bây giờ có ở cùng với ai nữa không? À, chị thì bây giờ ở cùng với con gái út. Dạ. Yeah. Ở chung nhà với con gái út. Dạ, nó buộc chị phải bán nhà. Hồi đó chị đi làm đó rồi con cái có gia đình hết rồi chị cũng xây cái nhà chị ở một mình. Qua chặng dịch rồi cái chị cảm thấy nó giống như là mình thấy cái sự chết sống nó quá khủng khiếp đi. Dạ. Yeah. Rồi con nó kêu thôi mẹ về ở với con rồi chị mới bán nhà ở Cà Mau. Yeah. Chị về ở với con. Dạ. Yeah. Nhiều khi thấy sau mùa dịch thấy cuộc sống nó vô thường quá ha chị ha. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Không biết ngày mai nó sao sao. Dạ. Yeah. Vâng. Rồi chị Hà cho Thanh Nguyên hỏi rồi khi mà chị đến đây thì các con của chị có ai biết và ủng hộ chị không? À, nói chung nó cũng ủng hộ chị. Nó kêu cứ kêu thôi mẹ kiếm chú nào cũng được, bác nào cũng được, về sống với con luôn cũng được. Nhưng mà là về sống chung trong nhà luôn. Đúng rồi. Cũng được luôn. Cũng được luôn. Dạ. Oh. Yeah. Con gái dễ quá ha. Yeah. Nó cứ động viên chị hoài thôi.
Dạ. Thường thì Thánh Nguyên thấy người mẹ mà có con gái đó thì thường là khá tâm lý Đúng nha. rồi. Dạ. Còn con trai thì nhiều khi cái cách suy nghĩ nó cũng hơi hơi ấy xíu. Yeah. Từ hồi đó thì còn bé là nó không chịu đâu, ai mà thích thích chị là nó không chịu rồi đó. Mà lớn này nó thấy Hiểu chuyện hơn đúng nó thấy nó cũng có cái sự cha nó mất mát rồi này kia đó. không? Nó cũng động viên chị. Vâng. Thì Thành Nguyên nói thật là khi mà các anh các chị đến cái điều của Thành Nguyên mà được các con cũng như là người thân trong gia đình mà ủng hộ là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì mà sau hôn nhân đó là chị Hà cũng biết rằng khi mà mình không có được sự đồng thuận của con cháu đó, mình làm cái gì hay là mình sinh sống sinh hoạt này kia trong gia đình ấy, mà không đồng ý nó khó chịu lắm. Chị công nhận đúng không ạ? Đúng rồi. Nhiều khi không nói thôi mà chỉ cần cái ánh mắt mà không có hài lòng cái là mình khó chịu trong người rồi. Đấy, Con chị thì nó quý chị lắm. cho nên con cái mà có hiếu cùng với đó là hiểu chuyện thì không có gì bằng. Đúng Quá rồi. tuyệt vời. Gái Út thì mẹ có ai gửi tiền cho mẹ thì mẹ cứ để đó mẹ xài, còn nó là lo tắc tật cho chị. Nó vậy. Rồi, ok. Ngày hôm nay thì chị Nguyễn Thu Hà, chị mong muốn bày tỏ tình ý thống nhân của mình như nào nè? Chị thì muốn kiếm một người sống thật lòng thôi. Vậy thôi rồi về mình cùng làm cùng sống cũng được, chị buôn bán giỏi mà. Vâng. Vậy. Muốn tìm một người thật lòng thôi. Đúng rồi. Cái đó Thành Nguyên nghĩ cũng dễ thôi. Bởi vì trên kênh của Thành Nguyên á, chị Hà biết đến kênh Thành Nguyên được lâu chưa? Trời, chị xem nhiều lắm mà chị không đủ can đảm thì chị đi lên À, thôi. Chị xem dạ. nhiều lắm. À, chị xem ấy, thì chị cũng biết rằng trên kênh của Thành Nguyên á, có rất là nhiều anh cũng có những cái mong muốn như chị thôi, y chang như chị thôi. Thì rõ ràng là chị cũng mong muốn thế, anh cũng mong muốn thế thì rõ ràng là phù hợp rồi. Nhưng mà quan Đúng rồi. trọng là chị về chị xem rồi chị thấy ai mà vừa ý mình đó thì cứ liên hệ với Thành Nguyên rồi Thành Nguyên sẽ gửi số qua để Dạ. anh chị trò chuyện. Rồi trong cái lúc trò chuyện thì mình xem có tìm được một cái người nào đó mà thấy phù hợp với mình không. Đấy, Dạ. thì nếu mà tiến đến được thì cho Thành Nguyên hay. Còn nếu như không thì sau ngày hôm nay có anh nào đó mà thấy chị Thu Hà mà dễ thương dễ mến mà thấy phù hợp với mình thì cái đến gặp Thành Nguyên thì Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu đó. Chị thấy thằng Nguyên cũng mát tay đó. Dạ, cảm ơn chị thật nhiều. Vâng, Thành Nguyên thì Thành Nguyên không biết là có mát hay không, nhưng mà thấy khoảng thời gian gần đây thì cũng có khá nhiều cặp đôi Đúng cũng thành rồi, công. đúng. Là mà chị cũng biết rồi, cái người mà làm chương trình như Thành Nguyên á, mà Thành Nguyên làm cái nhịp cầu cho các anh các chị mà được đến với nhau thành công thì đó là cái niềm hạnh phúc nhất của Thành Nguyên. Mà cái hạnh phúc này nhiều khi nói không có thành lời được. Đúng Nhiều rồi. khi mình cứ nhiều khi em thấy em vui rồi em cứ ngồi rồi em nghĩ đến rồi em cười mình vậy. Vâng. Rồi bây giờ chị Thu Hà chia sẻ thêm cho Thành Nguyên về cái điểm mạnh và điểm yếu của chị cho Thành Nguyên nghe. Chị thì cái điểm mạnh chị là chị muốn làm cái việc đó chị phải nỗ lực, dù khó khăn cỡ nào chị cũng phải cố gắng nỗ lực bằng cho bằng được đó. Còn điểm yếu của chị thì hay tin người, Hay tin người hay tin người với ai rơi vô hoàn cảnh bệnh hoạn đó, chị có thể là chị chia sẻ bằng hết cả tấm lòng của mình đó. Có thể trong nhà mình, ví dụ người ta không có, chị nghĩ là nếu mà mình không cứu thì người ta sẽ rơi vào cái hoàn cảnh rất là khó khăn, thì chị sẽ giúp đỡ, giúp hết mình luôn đó. Còn điểm mạnh của chị thì nếu mà chị muốn làm cái đó là sáng đêm chị không ngủ được, chị phải tính toán làm cho bằng được, làm cho thành công vấn đề đó thì chị mới chịu. Nói gì, chị rất là chịu khó. Rồi chị cho Thanh Nguyên hỏi là sau này mà kết nối với các anh ấy, mà các anh ở những cái vùng xa xa như ngoài miền Trung, miền Bắc hay những cái vùng xa hơn nữa thì chị Hà có mở lòng không?
Rồi tùy duyên thôi, nếu mà chị thấy được thì cũng được. Nó hợp với chị á. Vâng. Thì ở đâu đó mà có cái tình cảm đặc biệt dành cho mình thì mình cứ tính ha chị ha. Dạ. Dạ. Vâng, về cái vấn đề này cho thành viên chia sẻ thêm cho chị Hà cũng như là quý khán giả nó xem chương trình của thành viên xíu. Dạ. Trong cuộc sống của các chị đó, không phải là mình không có tìm được ai phù hợp. Đúng rồi. Mình có thể tìm được, nhưng mà cái chỗ là cũng có thể là cái đối phương của mình chưa có thấy ai mà cũng có thể vừa mắt mình. À, cái thứ hai nữa là có người nào đó mà người ta đến với mình thì có thể người ta thích một cái vẻ ngoài nào đó của mình thôi, chứ người ta đang có vợ, đang có bầu bĩnh đúng gì rồi, đó đúng mình rồi. Cũng không thể nào mà xác minh được. Yeah. Và cái thứ ba nữa đó là khi mà mình đi lên đây thì cái cơ hội mình nó sẽ nhiều hơn. Yeah. Đúng không ạ? Bắc, Trung, Nam, thậm chí nước ngoài, cả thế giới này ai cũng xem, và cái cơ hội của mình theo đó nó cũng sẽ lan tỏa ra rất là nhiều. Yeah. Yeah. Còn nếu như mình thì đó, như Thánh mới nói, không phải là mình không tìm được, mà khi mà mình tự đi tìm thì nó có thể ở trong một phạm vi nó nhất định thôi, nó nhỏ thôi. Dạ. Cho nên có nhiều người bảo, ủa trời ơi sao dễ thương thế này, có điều kiện thế nọ mà sao lại phải lên đây. Lên đây bởi vì là nó Thành nó sẽ xác minh giấy tờ dùng cho các chị. Đúng rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái cơ hội mình nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Yeah, thay vì mình tự đi tìm mà mình phải đi xác minh thì nó sẽ mất công, đúng không ạ? Đúng rồi. Và cái cơ hội lên đây thì nó lớn lắm. Đấy. Yeah. Rồi thì không biết là có cái tâm tư, cái nguyện vọng gì đó mà thành viên chưa hỏi chị Thu Hà muốn chia sẻ thêm, chị chia sẻ thêm cho thành viên nghe thêm nè. Chị cũng không biết nói gì, thì chỉ có bước chị là bao nhiêu đó thôi. Tại vì chị hồi đó giờ cũng thiếu thốn tình cảm. Dạ. Bây giờ chị muốn kiếm một người sống như mình thật lòng. Vâng. Trong khoảng thời gian mà anh chị chia tay đến nay thì không biết khoảng thời gian đó chị có tìm hiểu thêm ai nữa? Cũng có, nhưng mà thấy nó không không ổn. Không ổn hả? Đúng rồi, thấy nó không ổn. Thì thành viên cứ hỏi như vậy thôi, bởi vì thành viên cũng chỉ hỏi những cái ý chính thôi. Dạ. Sau này mà các chị mà kết nối được với nhau đó, mình sẽ dành thời gian ra mình trò chuyện nhiều hơn. Dạ. Bởi vì chị cũng biết rồi, có mười mấy 20 phút trên kênh Thành Nguyên để mà nói hết cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình thì chắc chắn là không thì thể nào rồi. Chứ cũng không nên nói nhiều. Và cùng với đó đó thì để hiểu hết tính cách của một ai đó, về một con người của ai đó thì mình cần rất là nhiều thời gian. Đúng rồi. Kể cả ngày hôm nay chị Thu Hà đến với Thành Nguyên thì Thành Nguyên cùng chị ghi nhận được những cái ý chính thôi. Còn trong cái suy nghĩ sâu xa của chị thì làm sao mà Thành Nguyên biết được. Đúng không ạ? Chỉ có các anh thôi, chỉ có các anh thì nếu như mà thấy chị phù hợp với mình, hoặc là chị thấy người đàn ông đó cũng phù hợp với mình nữa, thì hai bên trò chuyện với nhau, mình cứ tìm hiểu. Nhưng mà Thành Nguyên cứ dặn trước nha, tìm hiểu là trên cái phương diện là tình cảm thôi, còn liên quan đến vấn đề tiền bạc là mình không có dính vào nha chị nha. Thành chị cũng có trước. Xem nhiều người lừa trên kênh của Thành Nguyên lắm nè. Dạ, bởi vì trên kênh nào cũng vậy, không phải mỗi kênh của Thành Nguyên, tất cả các kênh đều có những cái chuyện là người ta lợi dụng. Nhưng mà chỉ có là người ta có dám nói ra hay không thôi, cái chủ kênh đó có dám nói hay không thôi. Yeah. Nhưng mà Thành Nguyên thì Thành Nguyên rất là thẳng thắn trong vấn đề này. Đúng. Và Thành Nguyên luôn luôn bảo vệ quyền lợi cho các anh các chị trên kênh. Yeah. Yeah. Nếu như ai đó mà có Thành Nguyên mà nhận được những cái phản hồi mà tiêu cực về cái đối phương của mình đó, thì chị xóa số gạch tên ngay và liền cho Thành Nguyên ha. Đúng. Chị ha. Và đồng thời thì cũng báo luôn cho Thành Nguyên, để cho Thành Nguyên đưa vào cái danh sách đen. Đúng. Dạ. Còn nếu như các anh nào mà thấy chị Thu Hà mà dễ thương dễ mến, mà đã các anh mà đã kết nối trên kênh của Thành Nguyên rồi, thì cứ liên hệ với Thành Nguyên mạnh dạn, liên hệ Thành Nguyên thì Thành Nguyên sẽ gửi số qua để anh chị trò chuyện. Còn anh nào mà chưa phỏng vấn á thì đừng có ngại ngùng, cứ đi về gặp Thành Nguyên mạnh dạn lên. Đấy, các chị xinh đẹp như thế này mà các chị đang lặn lội cái quãng đường xa xa xôi đến đây, mà các anh mà ở nhà chỉ bấm bấm thôi để xin số, thì thật sự là nó không công bằng, đúng không ạ? Đấy, cho nên là muốn tìm được hạnh phúc thì mình phải bước đi chứ, mình ở nhà mà tìm thì đâu dễ gì có. Nói chung là chị muốn đi từ lâu mà sao trong lòng mình nó cứ ngại vậy đó, rồi cứ dị hoài luôn á. Yeah. Thành ra chị điện Thành Nguyên biết nhiêu lần rồi đó. Yeah. Lần này chị quyết định đi. Quyết tâm ha. Quyết tâm đi. Quyết tâm phải lấy được chồng.
Rồi, ok chị, thì tinh thần cứ vậy đi. Sau ngày hôm nay thì việc của chị Thu Hà lại chờ thông tin ha. Có sao Thành Nguyên sẽ cho chị hay sau. Cuối chương trình thì chị Thu Hà có điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho các anh cũng như là quý khán giả đang xem chương trình Thành Nguyên vài điều nè. Chị cũng không biết nói gì, giờ chị muốn cảm ơn mấy anh, mấy chị, cô, chú, bác trên cộng đồng mạng thôi, chứ giờ chị cũng không biết nói gì nhiều lắm. Cảm ơn Thành Nguyên. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi. Rồi, Thành Nguyên cũng chúc cho chị trên đường về vạn sự bình an ha chị ha. Dạ, dạ. Và cũng sớm được ý thông nhân mình hồi đáp lại sớm với chị. Dạ. Cảm ơn chị.